Chào mừng toàn thể anh em đồng chí đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên về lịch sử Việt Nam qua góc nhìn và lời kể gần gũi với giới trẻ. Anh em xem là thích, click là nghiền. Hôm nay mời các anh em tìm hiểu về một siêu anh hùng, một người hùng của lịch sử, quay ngược dòng thời gian về năm 1964, nơi bản tuyên án tử hình gắt cao nhất từ trước tới giờ được thực thi bởi chính quyền Nguyễn Khánh. Tất cả những tình tiết vụ án ấy đều được Việt Nam Cộng Hòa bít kín, đóng dấu tuyệt mật. Người bị kết án tử hình vì tội mưu sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara chính là anh Nguyễn Văn Trỗi, người chiến sĩ cách mạng khí phách hiên ngang cho đến hơi thở cuối cùng. Câu chuyện về anh là một huyền thoại, giải mật những tình tiết vụ án mãi nhiều năm sau này, người ta mới biết rằng không chần chừ một phút giây nào, Việt Nam Cộng Hòa đã rất nhiều lần muốn tống anh ra pháp trường càng sớm càng tốt, xử bắn sớm ngày nào hay ngày đó. Theo thời gian, những bí mật của vụ án ngày nào đã dần được hé lộ. Mời các đồng chí đến với video ngày hôm nay của Hồi ức Thời Chiến để tìm hiểu thêm về người chiến sĩ cách mạng, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Sau khi bắt được anh Nguyễn Văn Trỗi và người đồng đội Nguyễn Hữu Lời khi đang thực hiện nhiệm vụ ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara tại cầu Công Lý, chính quyền Nguyễn Khánh rất muốn đẩy nhanh việc tử hình anh. Nhiều năm sau, khi giải mã, Bộ Tài liệu mật của chính quyền này đã thừa nhận điều đó. Trong tệp hồ sơ, Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, nay cất giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, có lưu giữ hồ sơ nói về quá trình xét xử anh Nguyễn Văn Trỗi. Hồ sơ này gồm 4 tài liệu mật, in dấu đỏ Top Secret của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Dòng máu cách mạng cuộn trào trong huyết quản. Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940 tại làng Thanh Quýt, nay là xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh là con thứ tư trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cả nhà hay gọi với cái tên thân thuộc là Tư Trỗi. Thân phụ anh là ông Nguyễn Văn Hóa, từng tham gia cách mạng thời chống Pháp. Vì gia cảnh khó khăn nên mới hơn 10 tuổi, Nguyễn Văn Trỗi đã phải đi làm thuê cho một lò bún trong làng, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó theo anh trai là Nguyễn Văn Toàn đến vùng đất Đà Nẵng, vừa lao động, kiếm sống, vừa tranh thủ học nghề thợ may. Mùa hè năm 1956, mới 16 tuổi, nhưng Nguyễn Văn Trỗi tỏ ra vô cùng bản lĩnh và ý chí tự lực, tự cường, không chấp nhận cuộc sống tầm thường. Anh đã lén lấy 900 đồng của anh trai, mua vé tàu vào Sài Gòn. Khi đi, anh Trỗi chỉ để lại cho anh trai lá thư từ biệt với lời lẽ vô cùng tha thiết. Cuộc sống mưu sinh ở Sài Gòn cũng rất vất vả. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo. Anh ở trọ trong nhà một người đồng hương, ban ngày đi làm thuê, đêm đạp xích lô, tranh thủ học nghề điện, rồi trở thành công nhân nhà máy điện Chợ Quán. Khoảng giữa năm 1963-1964, anh Trỗi được cán bộ Lê Đức Hiền giác ngộ cách mạng, tham gia vào tổ biệt động Sài Gòn cùng lúc với anh Nguyễn Hữu Lời. Cả bốn người cùng quê ở làng Thanh Quýt. Sự nghiệp cách mạng của anh Nguyễn Văn Trỗi bắt đầu từ đây. Kế hoạch ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Tháng 11 năm 1963, nền chính trị Việt Nam Cộng Hòa đã diễn ra một sự kiện đầy biến động. Đó là cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, xử bắn Ngô Đình Cẩn. Biết tin này, Tổng thống Mỹ Kennedy và sau đó là Johnson bị choáng. Thất bại liên tiếp trên chiến trường và tình hình rối loạn của Việt Nam Cộng Hòa làm cho Hoa Kỳ phải hủy bỏ kế hoạch Stanley-Taylor rồi đưa quân đội sang trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam, thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Trong bối cảnh đó, để có cách đối phó kịp thời, phía Mỹ đã phải cử các phái đoàn sang thị sát tình hình thực tế ở chiến trường miền Nam. Biết tin phái đoàn quân sự cấp cao của Mỹ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu sẽ đến Sài Gòn thị sát chiến trường vào tháng 5 năm 1964, lực lượng biệt động Sài Gòn liền vạch kế hoạch ám sát. Quan sát thực địa và phán đoán từ trước thì các chính khách quốc tế đều đi hướng sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm Sài Gòn theo đường Công Lý, nên ban chỉ huy đưa ra các phương án. 1. Thuê nhà cạnh đường Công Lý để bố trí lực lượng phục kích đoàn xe. 2. Chôn mìn ở cầu Công Lý, khi xe chở Robert McNamara vừa xuống dốc thoai thoải của cầu thì nổ mìn. 3. Nếu Robert McNamara không vào thành phố theo đường Công Lý thì tiếp tục theo dõi, tiêu diệt khi y rời Sài Gòn. Cuối cùng, căn cứ vào điều kiện thực tế, chúng ta đã chọn phương án gài mìn đánh sập cầu. Cho đến phút chót, ban chỉ huy đã quyết định chọn phương án số 2. Vì Nguyễn Văn Trỗi mới lập gia đình nên không được tham gia trong đội biệt động ám sát McNamara. Bộ chỉ huy Sài Gòn ra định quyết định cử 3 người khác tham gia nhiệm vụ lần này là Lê Đức Hiền, Nguyễn Hoàng Sơn, tức Ba Sơn và Nguyễn Hữu Lời. Nhưng anh Trỗi không chịu, hăng hái ra chiến đấu. Nhiệm vụ lần này phải có mặt anh, không có anh thì không được. Với lời lẽ thuyết phục và ý chí chiến đấu vô cùng quả cảm, sở chỉ huy đành chấp nhận đưa anh Trỗi vào đội hình thi đấu chính thức. Vũ khí gồm 2 trái mìn DH-10 loại 8 kg. Đến giờ hành động, các chiến sĩ biệt động kéo xe ba gác chở đầy gạch đá, xi măng thẳng hướng cầu Công Lý. Phía dưới xe giấu quả mìn nặng 8 kg. Nguyễn Hữu Lời cầm tập sách, đóng vai một học sinh gương mẫu, lảng vảng ở cầu để báo hiệu cho đồng đội vào vị trí lúc thích hợp.
đồng chí Hiền thủ trong người một quả lựu đạn và súng đi theo bảo vệ Ba Sơn. Còn Nguyễn Văn Trỗi chờ ở ngã tư Yên Đỗ, Trương Minh Giảng, sẵn sàng đón đồng đội nếu việc bại lộ. Lúc 21 giờ tối ngày 9 tháng 5 năm 1964, tổ biệt động xuất phát, tất cả mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nhiệm vụ của Nguyễn Văn Trỗi là chuẩn bị dây điện, ghép pin và thử đi thử lại cho chắc chắn, cài là nổ 100%. Với đôi bàn tay khéo léo và kiến thức nghề điện đã học từ trước, kíp nổ đã sẵn sàng, chỉ cần bấm nút là chắc chắn sẽ nổ. Còn nhiệm vụ đi gài mìn được giao cho Ba Sơn và Nguyễn Hữu Lời. Tuy nhiên, đến giờ xuất phát thì Ba Sơn lại bị kẹt xe. Đặc sản tắc đường ở Sài Gòn đã làm khó tổ biệt động. Giờ G đã điểm mà mãi đồng đội chưa đến kịp. Anh Trỗi tha thiết xin được giao nhiệm vụ và tự nguyện đối mặt với mọi gian nan, nguy hiểm trong nhiệm vụ lần này. Nguyễn Hữu Lời khi đến cầu Công Lý đã gặp anh Trỗi chờ sẵn cùng chiếc xe máy Sharp mới mua dựng ở đầu đường. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Thay vì chờ Ba Sơn, anh Trỗi sẽ thực hiện nhiệm vụ đứng canh phòng cho đồng đội và kịp thời lấy xe máy đón đồng chí Lời khi mìn cài đặt xong. Tới nơi, Lời cởi quần áo ngoài đưa cho anh Trỗi, mặc quần sa lòn lội xuống con rạch nhỏ đầy bùn và rau muống. Không may là nước rạch Thị Nghè hôm ấy không đầy như mấy tối trước. Lời ra tới giữa rạch vẫn hở nửa người. Ven bờ rạch, nước cạn chỉ còn bùn và rau muống. Không thể dầm mình xuống nước, Nguyễn Hữu Lời đành lấy rau muống quấn vào người và đầu để ngụy trang, nằm ngửa trườn trên bùn, kéo dây theo. Chính vì nước quá cạn nên mỗi bước trườn của anh Lời đều gây ra tiếng động. Vì thời gian này, quân cảnh và đám cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ rất cẩn mật, chuẩn bị đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nghe động tĩnh, chúng ra cầu dọi đèn xuống lùng sục. Chúng nhận thấy không phải là người kiếm cá thông thường thì gọi về đồn cảnh sát Yên Đỗ. Cảnh sát khu vực kéo đến bao vây ngay. Lúc đó Nguyễn Hữu Lời đã nối xong dây, bò quay trở lại tới gần bờ thì phát hiện ra anh Trỗi bị bắt. Nguyễn Hữu Lời quay trở lại nhưng không kịp nữa vì dòng kênh rộng lại quá ít nước nên không còn chỗ trốn và cũng bị bắt. Tư Kiếm và ông Ba Sơn là hai đồng chí biệt động còn lại định đến giải cứu cho anh Trỗi và Nguyễn Hữu Lời, nhưng do người dân đổ ra quá đông nên không hành động được. Có vũ khí trong người mà phải cắn răng nhìn đồng đội bị bắt. Sự việc bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt bởi cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đang đi tuần lúc 22 giờ ngày 9 tháng 5 năm 1964. Tại sao chính quyền Nguyễn Khánh lại muốn đẩy nhanh việc tử hình anh Trỗi? Theo tệp tài liệu lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có viết, ngày 9 tháng 5 năm 1964, nhờ có thông báo, cảnh sát quận 3 đã bắt được Nguyễn Văn Trỗi đang truyền dây điện cho một tên Việt Cộng dưới ao rau muống gần cầu Công Lý để gài bom ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nguyễn Văn Trỗi thú nhận đã tham gia tổ chức Việt Cộng khu Sài Gòn Gia Định do Lê Đức Hiền làm tổ trưởng và chính Trỗi đã dụ được Nguyễn Hữu Lời gia nhập tổ chức. Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Hữu Lời bị bắt quả tang khi đang thi hành công tác phá hoại nói trên. Tại nha cảnh sát Đô Thành, cả hai đã xác nhận đã hành động như trên. Sau đó do sơ hở nên Nguyễn Văn Trỗi đã bí mật nhảy qua cửa sổ tầng 2 để tự vẫn, nhưng chỉ bị chầy xương chân mà thôi. Trước tòa án quân sự mặt trận vùng 3 chiến thuật, Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Hữu Lời đã nhận tội. Tòa đã tuyên xử Nguyễn Văn Trỗi tử hình và tịch thâu toàn bộ tài sản về tội phản nghịch, toàn phá hủy và toàn mưu sát. Sau khi xem xét, Hội đồng ân xá đề nghị bác đơn xin ân xá của Nguyễn Văn Trỗi vì việc bảo vệ an ninh cho tránh khách các quốc gia bạn bè của Việt Nam Cộng Hòa cần được thực hiện một cách hữu hiệu bằng cách thực hành bản án tử hình tên Việt Cộng này. Qua các tài liệu trên, có thể thấy chính quyền Nguyễn Khánh đã rất muốn đẩy nhanh việc tử hình anh Nguyễn Văn Trỗi. Việc xử tử sẽ có thể diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về nước. Nhưng do chúng muốn khai thác và hỏi cung nhằm bắt toàn bộ tổ biệt động của anh Trỗi nên rời xét xử tới cuối tháng 8 năm 1964. Việc tử hình sẽ làm nâng cao uy tín của Việt Nam Cộng Hòa với Mỹ, cũng là để răn đe một cách vô cùng nghiêm khắc tới các chiến sĩ giải phóng, biệt động quân của ta. Tuy nhiên việc này phải tạm ngưng lại vì các phong trào biểu tình chống Nguyễn Khánh sau đó liên tục nổ ra, tình hình chính trị bất ổn do đấu đá nội bộ, các cuộc binh biến diễn ra liên tiếp. Việc đưa anh Trỗi ra xử bắn lúc này có thể là con dao hai lưỡi, được lòng Mỹ nhưng có khi lại tăng thêm mâu thuẫn quần chúng, kích động biểu tình. Sau đó, Nguyễn Khánh rời định ngày tử hình anh Trỗi tới tháng 10 năm 1964. Trong suốt thời gian đợi thi hành án, anh Trỗi bị giam ở nhà ngục Chí Hòa. Để đảm bảo an toàn hoạt động và tính mạng cho đồng đội, anh Trỗi kiên quyết không hé răng nửa lời, nhận hết trách nhiệm về mình, bất chấp mọi hành động tra tấn điên cuồng, ép cung, dụ dỗ của kẻ thù. Hoan hô các chiến sĩ du kích Caracas anh hùng. Việc chính quyền Nguyễn Khánh tranh thủ từng giờ, từng phút một để tống anh Tư Trỗi ra pháp trường đã làm rúng động dư luận cách mạng thế giới. Rất nhiều bạn bè quốc tế yêu trộm hòa bình, căm ghét chiến tranh và sự độc tài của Nguyễn Khánh đã lên tiếng phản đối vô cùng gay gắt. Những ngày trước khi đưa anh Trỗi ra xử bắn, ở phía bên kia bán cầu, một tổ chức du kích Venezuela do mến mộ và xúc động trước tấm gương chiến đấu dũng cảm của anh Trỗi nên đã truy bắt tên trung tá tình báo không quân Hoa Kỳ Michael Smolen để đổi lấy anh. Dưới sức ép từ phía Hoa Kỳ, hai bên đã có sự thỏa thuận thống nhất trao đổi. Thế nhưng ngay sau khi Michael Smolen được thả, chính phủ Sài Gòn lại xé bỏ thỏa thuận
và đưa Nguyễn Văn Trỗi đi xử bán bí mật tại sân sau nhà lao Chí Hòa vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964. Không hề run sợ trước họng súng kẻ thù. Không chỉ hành động bất chấp hiểm nguy, dũng cảm tuyệt vời trong phi vụ cài mìn ở cầu Công Lý, Nguyễn Văn Trỗi còn thể hiện ý chí và niềm tin sắt đá đến giây phút cuối cùng của một đời người. Anh không chấp nhận rửa tội mà còn khẳng định chính bọn Mỹ, Ngụy mới là kẻ có tội, là thủ phạm gây ra cảnh xóm làng tan nát, cảnh lầm than chết chóc, cảnh con mất cha, vợ mất chồng. Nhiều lần anh đã nói thẳng vào mặt kẻ thù, còn giặc Mỹ không ai có hạnh phúc cả. Câu nói ấy đã đi vào lịch sử, đi vào trong bộ óc và tâm trí của biết bao thế hệ thanh niên yêu nước. Tại pháp trường, anh Từ Trỗi vẫn rất bình thản, kiên trung bất khuất. Khi địch bịt mắt, anh Trỗi đã kiên quyết từ chối. Không, phải để tôi nhìn thấy mảnh đất này, mảnh đất thân yêu của tôi. Trong những giây phút cuối cùng, trước họng súng kẻ thù, anh Trỗi không hề run sợ, dõng dạc hô to. Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm. Sự kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ Cộng sản đã làm những tay súng thi hành án run sợ. Chúng không dám nổ súng khi anh còn đang nhìn chúng. Đến phút chót, ban thi hành án đã ra lệnh bịt mắt anh lại. Sự hy sinh anh dũng của anh Tư Trỗi là một tấm gương sáng cho hàng triệu trái tim yêu nước Việt Nam và bạn bè trên thế giới yêu chuộng hòa bình, binh vực công lý, góp phần cổ vũ. Hành động của anh đã khơi dậy ở lớp thanh niên ngày ấy ý chí chiến đấu gan dạ hơn, sôi sục hơn. Lời hô của anh tại pháp trường như tiếng kèn xung trận, thôi thúc, khích lệ cả nước hăng hái xung phong sẵn sàng đánh giặc. Dù cho bị giặc ép cung, bị chúng liên tục bắt ra pháp trường hết lần này đến lần khác, cho đến giây phút cuối cùng của đời người, sự kiên cường của anh Trỗi cũng là sự kiên trung của những người con cách mạng, thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng. Video của Hồi ức thời chiến đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm like và ấn chuông để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí trong các video lần sau.